Mộc Sơn nhiệt độ xuống âm 5 độ C, xuất hiện băng giá. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm ngày 29 tháng 12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ đạt ngưỡng mạnh nhất, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao gây mưa lớn trên diện rộng. Một số địa phương có mưa vừa, tiết trời chuyển rét đậm, rét hại sâu thêm. Ghi nhận vào lúc 7 giờ ngày 30 tháng 12, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm sâu so với ngày hôm trước. Cụ thể, Hà Đông, Hà Nội xuống mức 8,8 độ C, Láng, Hà Nội 9 độ C, thành phố Hải Dương, Hải Dương 8,3 độ C, thành phố Nam Định, Nam Định 8,2 độ C, Lục Ngạn, Bắc Giang rét hơn 7,6 độ C, Sơn Hồ, Lai Châu giảm xuống 6,8 độ C, Mộc Châu, Sơn La 5,8 độ C, Bắc Hà, Lào Cai 6,8 độ C, Đèo Pha Đin, Sơn La 5,4 độ C, Ngân Sơn, Bắc Cạn 5,5 độ C, Tam Đảo, Vĩnh Phúc 3,3 độ C, Sa Pa, Lào Cai thấp hơn 3 độ C, Đồng Văn, Hà Giang 2,1 độ C, Mẫu Sơn, Lạng Sơn giảm tới âm 0,5 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương miền Bắc tính từ đầu mùa đông đến nay. Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ có cường độ ổn định, vùng hội tụ gió trên cao đang suy yếu dần đi, mưa ở các tỉnh thành giảm cả về lượng và diện, trong khi đó nhiệt độ ít biến động. Chia sẻ với chúng tôi, ông Sính, chủ một khách hàng ở Mẫu Sơn, Lạng Sơn cho biết, người dân trên khu vực đỉnh Mẫu Sơn nhiều nên từ ngày 29 tháng 12, khu vực này đã hết phòng. Sáng nay trên khu vực đỉnh Mẫu Sơn xuất hiện băng giá, nhiều du khách thích thú đã ra ngoài chụp ảnh cùng băng, ông Sính nói. Theo dự báo, vào chiều tối và đêm nay, 30 tháng 12, các đỉnh núi vùng biên giới phía Bắc, nơi có độ cao từ 2.300m trở lên, nhiều khả năng xuất hiện mưa tuyết hoặc băng giá. Trước tình trạng lạnh rét sâu và còn kéo dài, vì vậy bà con nông dân các tỉnh thành miền Bắc cần tăng cường cao nhất trong công tác phòng chống rét cho vật nuôi, cây trồng các loại. Biện pháp tốt nhất là không chăn thả gia súc khi ngoài trời có mưa rét, dùng tấm ni lông phủ kín cây non mới mọc, cây nhỏ trong các vườn ươm, không tra gieo hạt giống các loại khi trời còn rét đậm rét hại. Che chắn kín đáo lại chuồng trại để tránh gió lùa, đốt lửa sưởi ấm vào ban đêm cho đàn gia súc, bổ sung thêm các chất vi khoáng thức ăn để vật nuôi có sức chống lại lạnh rét. Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão ảnh hưởng tới các tỉnh Nam Bộ. Đến 1 giờ ngày 31 tháng 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,3 độ vĩ Bắc, 114,7 độ kinh đông, cách đảo Trường Sa lớn thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 320 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60 đến 75 km/1 giờ giật cấp 10. Hồi 1 giờ ngày 29 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,7 độ vĩ Bắc, 126,8 độ kinh đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 150 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, 40 đến 60 km/1 giờ, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 1 giờ ngày 30 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,5 độ vĩ Bắc, 120,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc đảo Palawan, Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 7, 50-60 km/1 giờ, giật cấp 9. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào biển Đông và mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 31 tháng 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,3 độ vĩ Bắc, 114,7 độ kinh đông, cách đảo Trường Sa lớn thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 320 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60 đến 75 km/1 giờ, giật cấp 10. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km. Đến 1 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2019, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,5 độ vĩ Bắc, 111,4 độ kinh đông. Trên khu vực phía tây đảo Trường Sa lớn thuộc quần đảo Trường Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60 đến 75 km/1 giờ, giật cấp 10. Thẻ bảo hiểm y tế năm 2019 sẽ được sử dụng như thế nào? Từ năm 2019, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ không in mới thẻ bảo hiểm y tế. Nhiều người lo lắng không có thẻ bảo hiểm y tế thì khi đi khám chữa bệnh sẽ như thế nào? Thẻ đã cấp cho người tham gia trong năm 2017-2018 vẫn tiếp tục được sử dụng mà. Trước đó, từ ngày 1 tháng 8 năm 2017,
Thẻ bảo hiểm y tế mới không ghi thời hạn sử dụng như trước đây, mà chỉ ghi giá trị sử dụng từ ngày. Hệ thống sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu người tham gia, vì thế không cần phải đổi thẻ sau mỗi năm như trước đây. Từ 1 tháng 1 năm 2019, sẽ không in mới thẻ bảo hiểm y tế. Sang năm tiếp theo, nếu người đó tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chỉ cấp nối tiếp giá trị sử dụng thẻ trong dữ liệu và in danh sách cấp thẻ, gửi đơn vị quản lý đối tượng thông tin về giá trị sử dụng mới của thẻ bảo hiểm y tế. Để biết giá trị sử dụng thẻ, người tham gia có thể tra cứu trên cổng thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo mã số bảo hiểm xã hội ghi trên thẻ. Danh sách cấp thẻ lưu tại đơn vị quản lý đối tượng. Người dân và đơn vị có thể tra cứu trực tuyến các thông tin, mã số bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội, quá trình tham gia, giá trị sử dụng thẻ, đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, các điểm thu, đại lý thu trên cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội tại địa chỉ https://bảohiemxahoi.gov.vn hoặc có thể gọi điện thoại trực tiếp đến tổng đài theo số 1900 969668 để được nhân viên tổng đài tra cứu giải đáp. Trên cơ sở minh bạch thông tin tra cứu thẻ bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm y tế có thể chủ động được thời gian, địa điểm để quyết định đăng ký tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế cho phù hợp. Hiện nay, hệ thống dữ liệu thu và cấp thẻ bảo hiểm y tế được cơ quan bảo hiểm xã hội cập nhật quản lý theo mã số bảo hiểm xã hội để xác định thời điểm thẻ có giá trị, thời điểm người tham gia đủ 5 năm liên tục. Một điểm mới nữa là từ năm 2019, người dân sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong ngày. Bà Mai Hạnh, Phó trưởng ban sổ thẻ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, lộ trình đổi thẻ bảo hiểm y tế trong ngày từ 1 tháng 1 năm 2019 được hiểu là trong những trường hợp chủ thẻ làm rách nát, mất thẻ bảo hiểm y tế hiện có hoặc đối tượng mới phát sinh. Khi đó, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện việc cấp lại ngay trong ngày nếu thông tin trong thẻ bảo hiểm y tế đó không có gì thay đổi. Có trường hợp, sản phụ thai 31 tuần, ở quận 4 bị dọa sinh non, trên bệnh cảnh nhau tiền đạo, nhờ bệnh viện Sài Gòn qua hỗ trợ. Chỉ sau 5 phút chúng tôi đã có mặt, bác sĩ Trần Điền Tú, một trong những bác sĩ, trực tiếp đi cấp cứu, bằng xe hai bánh kể lại. Bác sĩ Trần Điền Tú, một trong những bác sĩ, trực tiếp đi cấp cứu, bằng xe hai bánh cho biết, hầu hết người dân, đều rất nhiệt tình đón nhận. Loại hình cấp cứu mới này, có người biết qua báo chí, có người lúc xe đến mới biết, nhưng họ đều rất ủng hộ. Bởi theo bác sĩ Tú, với loại hình xe cấp cứu hai bánh, bác sĩ đến rất nhanh, so với trước đây. Sau khi nghe tin báo, trung bình chỉ từ 3 đến 5 phút. Xa hơn thì không quá 15 phút, là bác sĩ đã tiếp cận được người bệnh. Đặc biệt, vào các khung giờ cao điểm, giao thông ùn ứ. Kẹt xe nhiều nơi, thì xe cấp cứu hai bánh, cũng vẫn đến với người bệnh, một cách nhanh nhất. Bệnh nhân cấp cứu cũng rất đa dạng. Từ các em nhỏ bị sốt cao co giật, do siêu vi, đến các trường hợp đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thai phụ. Bác sĩ Tú nhớ lại, có trường hợp sản phụ. Thai 31 tuần ở quận 4, bị dọa sinh non, trên bệnh cảnh nhau tiền đạo, nhờ bệnh viện Sài Gòn qua hỗ trợ. Chỉ sau 5 phút chúng tôi đã có mặt. Bệnh nhân đau dữ dội, vùng hạ vị, cộng với xuất huyết âm đạo nhiều, nên cùng với xe cấp cứu 2 bánh, bệnh viện cũng đồng thời xuất luôn xe 4 bánh, để sau khi bệnh nhân được sơ cứu tạm ổn, sẽ chuyển ngay đến bệnh viện Từ Dũ. Tuy nhiên, cũng có những lúc bác sĩ thấy bất lực và day dứt. Bác sĩ Tú kể lại, lần đó có một ca, gọi cấp cứu 115, vì người nhà bị nhồi máu cơ tim cấp. Khó thở. Khi trung tâm cấp cứu 115, điều phối cho bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, chúng tôi gọi điện lại, để xác nhận tình trạng bệnh nhân. Cũng như địa chỉ, và sẵn sàng xuất xe hai bánh, thì người nhà cho biết, họ đã gọi taxi cho bệnh nhân rồi. Nhưng do vào giờ cao điểm, xe taxi không thể đi nhanh, nên khi vào đến bệnh viện, bệnh nhân đã ngừng tim được 15 phút, và không thể hồi sức. Giá như lúc đó, họ đồng ý cho đội cấp cứu 2 bánh đến ngay, thì có lẽ chúng tôi đã cứu được bệnh nhân. Theo bác sĩ Nguyễn Khắc Vui, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, trong 20 ngày thí điểm, mô hình xe cấp cứu 2 bánh, bệnh viện đã xuất 26 lần. Xe 2 bánh đi cấp cứu, tổng số lượt cấp cứu ngoại viện là 76 ca. Trong đó có 9 ca, bác sĩ cấp cứu tại chỗ, bệnh nhân không cần phải nhập viện. Và 17 ca, bệnh viện điều động cùng lúc, cả xe 2 bánh và 4 bánh. Việc điều một lúc hai loại xe, chủ yếu rơi vào các trường hợp tai nạn giao thông và các bệnh lý cần phải nhập viện khẩn cấp. Bác sĩ đi xe cấp cứu 2 bánh đến trước để kịp thời sơ cứu. Trong khi chờ xe cứu thương đến
để chuyển bệnh nhân về bệnh viện điều trị. Bác sĩ Nguyễn Khắc Vui cho biết, từ khi sử dụng xe cấp cứu 2 bánh, số lượt đi cấp cứu ngoại viện đã tăng 30% so với giai đoạn trước đây, khi chỉ dùng xe cứu thương đi cấp cứu. Trong thời gian tới, sau khi được bổ sung thêm bác sĩ, bệnh viện sẽ tăng thêm số xe cấp cứu 2 bánh để kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tăng Trí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, mô hình xe cấp cứu 2 bánh là một trong nhiều loại hình xe cấp cứu trên thế giới đã sử dụng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong các tình huống dưới hẻm nhỏ kẹt xe mà có người cần cấp cứu, thì lực lượng cấp cứu phải đến hiện trường nhanh, quan trọng nhất là sơ cấp cứu ban đầu. Thì xe cấp cứu 2 bánh cũng là một phương án lựa chọn. Bác sĩ Thượng cho rằng, sau khi nhân rộng, cách làm này sẽ được thực hiện bài bản hơn. Từ thực tế thí điểm, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp nhận cho bệnh viện quận 2, quận 1, quận Thủ Đức, quận 4 và cả trung tâm cấp cứu 115 tham gia thử nghiệm bổ sung loại hình xe cấp cứu 2 bánh cho các trạm cấp cứu vệ tinh đặt tại các bệnh viện này. Đây chủ yếu là các bệnh viện có mật độ giao thông cao, nhiều hẻm nhỏ và số lượng xe cứu thương không đủ để đáp ứng nhu cầu cấp cứu hàng ngày. Dự kiến, việc thử nghiệm xe cấp cứu 2 bánh giai đoạn 2 sẽ kéo dài trong 3 tháng. Sau đó thành phố sẽ sơ kết, đánh giá hiệu quả, trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế đề nghị triển khai chính thức mô hình này.